thính giả, nhà văn Dương Thu Hương không những nổi tiếng về những tác phẩm như Thiên đường mù, Bên kia bờ ảo vọng, Khải hoàng môn, Chốn vắng, vân vân, mà còn nổi tiếng cho thái độ can đảm và thẳng thắn phê bình với lãnh đạo Hà Nội. Bà đã từng phải vào tù do viết sách và phát biểu phê phán việc áp dụng chủ nghĩa Marx Lenin vào Việt Nam, phản đối độc quyền của Đảng Cộng sản. Hiện nay, nhà văn Dương Thu Hương đang tị nạn tại thủ đô Paris, Pháp Quốc. Dù xa quê nhà, bà vẫn luôn thao thức về tình hình tại Việt Nam. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi, Tuyết Đan, với nhà văn Dương Thu Hương. Bây giờ chúng ta làm một cuộc trò chuyện. Và tôi cũng nhận lời làm với các chị để mà những người thân của tôi, những người Việt ở trong nước, những người đồng bào của tôi, những người đã từng là bạn và là đã từng là đồng chí ngày xưa có thể nghe được. Chúng ta phải tìm mọi cách để góp tiếng nói vào để cho dân tộc chúng ta thức tỉnh, để dân tộc chúng ta còn là dân tộc Việt Nam, để dân tộc chúng ta không phải biến thành một dân số dân chúng của một quận huyện tàu hoặc là của một tỉnh Quảng Việt, Quảng Nam, Quảng gì gì đó do mẫu quốc đặt. Cô cảm ơn cô đã cho một cái nhập đề, và cũng nhân qua cái lời nhập đề của cô đó thì xin được hỏi đó. Vào tháng 10 hồi năm ngoái, cô có cho biết là có một cái nỗi mà cô rất là lo lắng là cái hiểm họa mà Bắc thuộc. Thưa cô, nếu mà nhìn lại cái lịch sử từ khi mà Việt Nam có chủ quyền vào năm 1938 đến nay thì nước ta đã bị thêm hai lần Bắc thuộc nữa. Điểm chung của cả hai lần Bắc thuộc đó là do các vua quan Việt Nam đặt ngược chạy sang cầu cứu bên Tàu hay là phương Bắc, thì đã tạo cho cái triều đình phương Bắc có một cái cơ hội, nhân cái cơ hội đó để mà đem quân sang xâm chiếm nước ta. Thì hiện nay cô nhận thấy có những cái yếu tố nào mà đất nước chúng ta nó có những cái gì tương tự như là hai lần Bắc thuộc trước, để mà khiến cho cô có những cái suy nghĩ hay những cái lo lắng mà vừa nêu, và cô có thể chia sẻ cùng quý khán giả của Đài. Vâng, bây giờ để so sánh thì người ta đã có câu mọi sự so sánh đều khập khiễng, và tôi cũng cho rằng tất cả mọi sự so sánh đều khập khiễng. Tuy nhiên con người ta vẫn phải dùng cái phương pháp so sánh như một phương tiện tương đối là thông dụng để định vị một sự vật. Nếu nói như vậy thì tất cả mọi cuộc ngoại xâm như chị đã nhắc lại sau cái ngày giành độc lập là năm 1938 thì đều là sự thối nát của các triều đình. Khi đó tất cả các quan lại, nhất là giới vương tôn công tử, rồi các người ta gọi giới hoàng gia đó, trở thành những con sâu mọt, những kẻ hoang dâm vô độ, những kẻ độc ác, những kẻ ích kỷ, tóm lại là những con thú chỉ biết liếm bộ lông của mình, đẩy lê dân vào tình trạng đau khổ đói khát, và vì thế loạn lạc xảy ra khắp nơi. Quân thù tức là phương Bắc lợi dụng để mà nhảy vào. Tình hình bây giờ nếu nói theo một cách so sánh thì đại loại nó cũng tương tự, nhưng mà nó sẽ có những điểm khác, đúng không? Tôi đã nói là lịch sử không lặp lại hai lần. Vậy thì bây giờ muốn phân tích xã hội Việt Nam hiện tại, chúng ta cần phải đi vào những sự việc hết sức cụ thể. Cho phép tôi hỏi lại chị, bởi chị là phóng viên mà, chị luôn luôn hỏi người khác. Bây giờ cho phép tôi hỏi lại chị, thác Bản Dốc mất bao giờ? Thật sự nếu mà nói mất mà một cái ngày nào chính xác thật khó mà ai mà biết được. Đúng, nếu mà trừ thì chỉ có Đảng Cộng sản mới biết thôi. Còn chúng ta nghĩa là như là cô hay cháu. Đúng, những chúng ta tức là cả đồng bào ta, gần 100 triệu người Việt chúng ta chỉ biết được hiện tượng khi nó đã nổi lên bề mặt rồi, đúng không?
Còn trong quá trình ấy, nó diễn ra ở phía sau cung đình, nó diễn ra sau những bức màn phủ hoa phủ gấm và dân chúng không biết được, có đúng không? À, chính xác. Thế thì bây giờ tôi nói cho chị là hiện bây giờ đấy, rất nhiều sự kiện, như là sự kiện cuối cùng là mất bãi Tục Lãm. Ta cứ cho là Bản Dốc ở một đầu và Tục Lãm một đầu trong chuỗi sự kiện, đúng không? Chen vào những sự kiện đấy là sự kiện vô xít, sự kiện mất đất ở biên giới, sự kiện người Hoa sang chiếm biên giới, làm những làng này làng khác, đem Loa Phóng Thanh ở đấy tổ chức một sinh hoạt dân sự tàu trên đất Việt. Cùng với chiều đó là cái chuyện trên biển, người tàu đã ức hiếp ngư dân của chúng ta, đã bắn chết ngư dân của chúng ta, đã bắt ép tàu của chúng ta, và chính phủ hoàn toàn câm lặng. Như vậy thì nó là một quá trình, đúng không? Quá trình này người ta chỉ biết được bề nổi thôi, tức là bây giờ. Đấy. Thế thì tôi sẽ cho chị một cái câu chuyện để chứng tỏ rằng cái sự mất mát này nó đã xảy ra từ rất lâu. Nhưng đến bây giờ đồng bào chúng ta, gần 100 triệu người Việt mới biết bộ mặt thật của chính quyền Cộng sản. Bây giờ tôi sẽ nói cụ thể. Năm 2004, tôi, bởi vì tôi sang đây là cuối năm 2005 mà, vào ngày 30 Tết. Thì năm 2004 tôi có về làng Nội Duệ Bắc Ninh để làm giỗ bạn tôi tên là Nguyễn Viết Trù. Bạn tôi là người cùng học với tôi từ thuở cấp 2, và chúng tôi vì bé nhất lớp cho nên trong khi múa đôi thì tôi và Trù luôn luôn là đứng đầu, một bên nam bên nữ. Trong buổi về giỗ Trù, Nguyễn Viết Trù, có cô Khanh là người yêu cũ của Trù, có một cậu bạn trong chiến trường thân nhất của Trù ở trong chiến trường Quảng Trị, hiện đã chuyển ngành sang làm công an, trung tá hoặc thiếu tá, trung tá hoặc thiếu tá, tôi nhớ mang máng là anh ta đeo cái hàm đó. Thế thì buổi giỗ qua đi, khi chúng tôi về, trên đường về Hà Nội, khi anh công an đeo hàm cấp tá này với nói rằng, vì câu chuyện vô tình trên xe ca thì buột miệng nói ra rằng là tất cả những thực phẩm, từ thực phẩm như là táo, lê, rồi tất cả những cái thứ hàng hóa mà nhập vào Việt Nam, nghe chân vịt, rồi các bộ phận khác đấy, tất cả đều ngâm formaldehyde với tỷ lệ rất là nặng, và ăn những thứ đó thì đấy là một thứ tự sát, chẳng là một thứ gây ra những tất cả những căn bệnh như hoại thư, ung thư, các bộ phận khác nhau như là ruột, dạ dày, vân vân và vân vân. Thế thì anh ta cũng có lẽ là cũng rất hồn nhiên nói rằng là chúng tôi được lệnh trên là không được nói. Như vậy tôi mới nói, như vậy là các nghĩa, các vị chỉ phổ biến cho vợ con các vị thôi, đúng không? Bố mẹ các vị và những người thân của các vị, và lại được lệnh là không được nói với dân, có nghĩa là ngay cả gia đình biết, cũng gia đình của vị công an nào thì chỉ nói vị công an ấy thôi. Không ăn đồ nhập của tàu vì ngâm formaldehyde. Nhưng gần 100 triệu dân Việt Nam thì không biết. Và những 100 triệu dân đấy vì không biết, cứ việc ăn, cứ việc ung thư, cứ việc chết dần mòn. Thì lúc đó trên xe ca tôi mới hỏi cái người công an kia rằng, thế như vậy có nghĩa là các quan phụ mẫu trèo lên chòi để cho hổ ăn thịt dân bên dưới, có đúng không? Anh ta quay mặt sang hướng khác, bởi vì chúng tôi ngồi trên hai hàng ghế ô tô. Thì tôi hỏi tiếp lần thứ hai, bởi vì vậy thì anh nghĩ gì? Cậu này cũng không trả lời, quay mặt đi. Anh ta sinh năm 1946, tức là cùng thế hệ với chúng tôi, vì bạn tôi Nguyễn Viết Trù sinh năm 44. Và đấy là người thân nhất của Nguyễn Viết Trù từ chiến trường Quảng Trị trở về, chuyển sang ngành công an, chuyển ngành sang làm việc tại Bộ Công an. Thì sự kiện này nói là lên điều gì? Nói lên điều thứ nhất là người công an của nhân dân từ những khi lập nước
khi mà ông Lê Giản là người công an đầu tiên của Việt Nam thành lập những người công an để bảo vệ dân. Người công an của nhân dân là gì? Là cái lực lượng hùng mạnh nhất, là cái lực lượng gọi là lương thiện nhất, hùng mạnh nhất để bảo vệ dân chúng, coi dân chúng như là một phần xương thịt của mình. Vậy thì cái sự kiện này chứng tỏ là người công an nhân của nhân dân từ thời ông Lê Giản đã biến thành người công an quay lưng lại với nhân dân. Và từ chỗ quay lưng lại với nhân dân tiến đến người công an kẻ thù của nhân dân chỉ có một bước thôi. Và một bước này đã chứng kiến, đã thể hiện từng bộ phận một trong xã hội chúng ta. Khi chúng ta chứng kiến cảnh hàng ngàn người dân mất đất biểu tình ở Sài Gòn bởi vì bọn quan lại chiếm đất của họ, đuổi họ ra và biến lớp bần cùng hóa lớp người này, biến họ thành những đĩ điếm, thành trộm cướp ở quanh, hoặc những kẻ ăn mày quanh đô thị, và những kẻ tuyệt vọng thì phải tự xử. Thì cái bộ phận bảo vệ chính quyền đàn áp những người dân đau khổ này chính là công an. Vậy thì lúc đó họ không còn là quay lưng lại nhân dân nữa, mà họ là kẻ thù của nhân dân hẳn hoi, và họ bảo vệ những ông chủ của họ, tức là quan lại, chính phủ, tổ cùng là bộ chính trị, có đúng không? Thế thì hiện tượng này chứng tỏ điều thứ hai, tôi nói điều thứ nhất là hạ cấp, là công an đã biến từ công an của nhân dân thành công an quay lưng lại với nhân dân, và chưa còn bước công an kẻ thù của nhân dân. Điều thứ hai là năm nào bộ chính trị ra quyết định, bởi vì bao giờ trong bộ chính trị cũng có bộ trưởng bộ công an, năm nào bộ chính trị ra quyết định là phải bí mật, cấm tuyệt đối, không phổ biến là thức ăn của tàu có thuốc độc, năm ấy là khởi sự sự phản bội, năm ấy là sự khởi đầu của những phá thác, mất thác bản dốc, bãi biển tục lãm và những vụ thả lơi cho dân chúng bị đàn áp. Vậy thì cái ngày tháng đấy hãy còn trong bóng tối, đúng không? Chúng ta phải chờ thời gian thay đổi, rồi các nhà lịch sử thật, tức là các nhà làm sử thật chứ không phải là các nhà làm sử giả dở dởm bây giờ. Các nhà làm sử dởm bây giờ ấy là bị súng lục nó bấm vào sau lưng ấy, nói câu nào chính phủ cho nói câu nào thì nói câu đấy. Tôi nhớ là ông Dương Trung Quốc là hội trưởng hội sử gia Việt Nam, đại biểu quốc hội, đã nói với tôi ít nhất 2 lần ở Việt Nam chưa có sử vì chưa ai muốn nghe sử cả. Và tôi cho câu nói đó là cực hay, đó là phần lương tâm còn sót lại trong con người ông Dương Trung Quốc. Đấy là phần sáng chói nhất của nhân cách ông ấy còn ở lại. Nhưng mà chúng ta sẽ trở lại vấn đề này sau, vấn đề người trí thức Việt Nam. Bây giờ như vậy thì tôi nói lại với tất cả mọi người, bạn hữu, đồng chí, đồng bào, tất cả, là từ thời điểm mà Bộ Chính trị Việt Nam quyết định giấu thông tin này, không để cho gần 100 triệu Việt Nam tiếp tục ăn thực phẩm bị đầu độc của tàu vì sợ mất lòng tàu ấy, là thời điểm họ hoàn toàn biến thành những con thú vật chỉ biết liếm bộ lông của mình.